Tất nhiên với kết quả nó có một điểm, cái kết quả có một điểm đó đối với hai năm, đối với hai năm nhất là cái tinh thần thi đấu của cầu thủ, và họ nhập cuộc với một trận đấu với đối thủ mạnh như thế và tính chiến đấu cao, thì tôi nghĩ là tôi hài lòng nhất là cái tinh thần chiến đấu của cầu thủ trận đấu của em đó. Ngay hiệp một Công Phường chuyên cho Thanh Trung đấy, và sau sáng hiệp hai có những cơ hội chúng ta có thể chuyển thành bàn thắng. Thực sự một tuần hoàn trước, tất nhiên đội bóng có cơ hội nhưng chúng ta tận dụng tốt cơ hội để đấu một trận đấu một tuần. Vậy nghĩ thế nào về những cái bàn thắng? Như tôi đã nói trước, đội tuyển bóng đá là đội bóng mạnh ở khu vực châu Á, họ hơn chúng ta nên nền tảng thể lực và tầm vóc của họ rất tốt. Nhưng mà hôm nay thì tôi hài lòng là cầu thủ tôi đã tập trung, mặc dù có những lúc họ gây sức ép hoặc đánh cấp lên rồi hoặc không chiến, nhưng mà cầu thủ tôi hoàn toàn không bị lẹt về trong những cái đó. Đây là tôi nghĩ lý do cậu ấy ngồi ngày hôm nay ngồi ở đây là cả bạn cũng biết là cậu ấy, tôi không phải ghen lời ghen trước mặt của Lâm, nhưng mà trận đầu tiên bắt cho đội tuyển như thế thì cậu ấy được nhận phần thưởng xuất sắc của trận đấu, hôm nay ngồi đây rất hài lòng. Tôi thì Công Phường với Văn Quyết là hai môn chủ không có thể thay đổi nhau, và tôi không muốn Công Phường trả một vị trí chủ công mà luôn luôn thay đổi giữa Văn Quyết và Công Phường. Thật sự được tập ghép đội hình có hai ngày trước trận đấu, nhưng mà Công Phường và Văn Quyết chơi như thế là tôi nghĩ là thời gian không dài, nhưng mà tìm được tiếng nói chung thì tôi nghĩ là tôi rút Văn Quyết, tôi rút Công Phường ra để thay Quang Hải vào thì đúng thời điểm, tại vì lúc đó cái thế trận của mình vẫn đang tốt. Cố gắng tiêu trận trận một vừa rồi thì chúng ta ở Campuchia thua dốc 8-7 thôi, nhưng mà ngược lại họ lại vừa mới cũng áp hết tăng 1-0. Đó là chúng ta cần phải chú ý để cố gắng cao nhất để cố gắng lấy vị trí như vậy. Các trận đấu nó đang ở phía trước, nhưng tôi nghĩ là với cái đà như thế này thì vừa phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn, chúng ta phải có cơ may tiền sáng thì những cái tình huống vừa rồi nó có thể không thuận lợi cho đội tuyển, nhưng mà với tất cả những ý thức kinh nghiệm của cầu thủ thì tôi nghĩ là đã có một phần nào có thể là mình giải tỏa bớt những cái mà mình không được thuận lợi. Thì qua đây chắc chắn tôi nghĩ là sau này tất cả chúng ta chú ý đến những trận đấu tới, thì tôi nghĩ sẽ có liên đoàn và sẽ có những cái chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều những trận đấu tới. Đấy, đó là làm niềm vui của nền bóng đá chúng ta. Nếu mà có những cầu thủ trẻ như Quang Hải đã thi đấu ở đội tuyển quốc gia ở lứa tuổi 19, thì chúng ta ở SEA Games tới sẽ có những cầu thủ của U20 đóng góp ở trong U22 nữa. Thì tôi nghĩ đó là một điều tín hiệu tốt cho chúng ta, rất tốt ở những thời gian tới một. Và khi tam giả của Huy Hùng và Tuấn Anh và Xuân Trường đối với tôi như thế là chiều nay hoàn thành nhiệm vụ và có mặt đầy đủ tất cả những cái tình huống mà tôi đã giao ở đầu phát, là phải có mặt ba người phải thay nhau có mặt trước hàng thứ về để giảm áp lực cho hàng thứ về. Chúng tôi như chiều nay tam giả có thực hiện đầu tiên tiền về phòng ngự, và riêng Vi Mạnh thì về Xuân Trường và Tuấn Anh thì phối hợp có rất nhiều huấn luyện hơn. Tôi hy vọng được dài chẳng thương mà để quay dài đã đội tuyển những khi chúng ta hình dung tương 25, mặc dù thể lực chưa đủ đảm bảo để có 90 phút cường độ cao, nhưng với những gì anh đã thể hiện trên sân đó một sự nỗ lực cố gắng rất lớn,